Thanh niên này rất thích chơi trò câu mèo với chủ. Mỗi khi chủ bận không có ai cầm cần câu cho anh ta bắt, sau nhiều ngày buồn bã vì không có ai chơi cùng, thanh niên này đã nghĩ ra một quyết định vô cùng sáng suốt. Thay vì cứ ngồi một chỗ nhìn cần câu, anh đã quyết định tự mình câu lấy mình. Thank you.